Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Virus Corona, truyền thông Trung Quốc đả phá thuyết virus từ phòng thí nghiệm. Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là dối trá sau khi ông nói rằng có những bằng chứng rõ ràng cho thấy virus corona bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ông Pompeo đã nói như vậy vào hôm Chủ nhật, nhưng không đi vào chi tiết cụ thể. Trong một bài báo xã luận đăng tải hôm thứ Ba, tờ Hoàn Cầu Thời báo có khuynh hướng diều hâu của Trung Quốc nói rằng ông Pompeo suy đổi. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Tổ chức Y tế Thế giới nói tuyên bố của Mỹ là mang tính suy đoán và rằng tổ chức này chưa hề thấy có bằng chứng cụ thể nào. Các bài xã luận trên truyền thông Trung Quốc thường đưa ra cái nhìn bên ngoài và bên trong về cách đánh giá của chính phủ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản ứng chính thức nào từ giới chức của Trung Quốc đối với các nhận xét của ông Pompeo. Vào hôm thứ Hai, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cáo buộc ông Pompeo về các thuyết lỗ bịch và các sự kiện bị bóp méo. Đến hôm thứ Hai, cuộc công kích vẫn tiếp tục. Họ nói rằng Pompeo định một mũi tên trúng hai đích bằng cách phun ra những lời dối trá. Bài báo này đã viết như vậy. Trước tiên, ông ta hy vọng sẽ giúp được Trump tái đắc cử vào tháng 11 này. Thứ hai, ông Pompeo ghét đất nước Trung Quốc và xã hội chủ nghĩa, mà đặc biệt là không thể chấp nhận được sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bài xã luận thừa nhận rằng đã có những vấn đề lúc ban đầu trong cách phản ứng của Trung Quốc đối với việc làm bùng phát dịch bệnh, nhưng nói rằng công tác thực hiện tổng thể là đủ tốt đẹp để làm lu mờ đi những sai sót. Bài báo này cũng nói có thể thấy là virus này lần đầu tiên lây nhiễm vào người là những nơi khác chứ không phải là Vũ Hán. Tờ Hoàn Cầu Thời báo không phải là một tờ báo duy nhất của Trung Quốc nhắm vào ông Pompeo và Hoa Kỳ. Còn tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nói rằng ông Pompeo không có bằng chứng trong lúc một đoạn tin trên trang CCTV của Trung Quốc thì cáo buộc chính trị gia Hoa Kỳ là có âm mưu hiểm ác. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa ra bài bình luận với tiêu đề "Kẻ xấu xa Pompeo khạc nhổ bừa bãi chất độc và lan truyền những lời dối trá". Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nhiều lần cổ suý mà không có bằng chứng cho ý tưởng theo đó COVID-19 có thể có nguồn gốc từ Mỹ. Vào hôm 12 tháng 3 năm 2020, ông Triệu Lập Kiên nói trong một tweet rằng có thể chính quân đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Vũ Hán. Một ngày sau đó, ông tweet một bài báo của trang web Global Research và nói với tiêu đề "Bằng chứng nữa cho thấy virus có nguồn gốc từ Mỹ" và kêu gọi người đọc và chia sẻ nó. Bài báo này sau đó đã bị xóa đi. Bài viết dẫn lời giám đốc khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Mike Ryan và nhà virus học Đại học Columbia Lipkin cho rằng COVID có nguồn gốc tự nhiên và không phải do con người tạo ra hay rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Những bình luận thiếu sót và vô lý của các chính trị gia Mỹ cho thấy ngày càng có nhiều người biết không có bằng chứng nào tồn tại. Bài bình luận cho hay Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu điên cuồng và lươn lẹo khi nhiều lần nói COVID rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Và cái gọi là virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hoàn toàn là dối trá. Các chính trị gia Mỹ đang gấp rút đổ lỗi, lừa bịp và đàn áp Trung Quốc khi nỗ lực chống dịch trong nước của họ là một mớ hỗn độn. Bài luận đã nêu thêm như vậy. People Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đăng hai bài bình luận công kích Pompeo và cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon rằng cặp hề dối trá và nói rằng Bannon như một hóa thạch sống trong chiến tranh lạnh. Bannon tuần trước nói rằng Trung Quốc đã tiến hành một vụ nhà máy Chernobyl sinh học nhằm vào Mỹ và ủng hộ giả thiết COVID có nguồn gốc từ Viện Virus học Vũ Hán. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tuần vừa qua đã nhiều lần chỉ trích Pompeo là kẻ thù chung của nhân loại và cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ lan truyền virus chính trị khi cho rằng đại dịch bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Trung Quốc và Mỹ đã liên tục đấu khẩu về nguồn gốc của COVID và sau phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi tháng 3 nêu giả thiết quân đội Mỹ đã mang virus đến Vũ Hán. Hai nước thường xuyên cáo buộc nhau lan truyền những thông tin sai lệch trong khi Trump cũng công kích Trung Quốc thiếu minh bạch về dịch bệnh này. Trung Quốc luôn luôn bác bỏ các cáo buộc giấu dịch, khẳng định đã cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ về dịch bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các nước khác, đồng thời cho rằng giả thiết virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là một phi thực tế và vô căn cứ. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC vào hôm Chủ nhật, ông Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng bằng chứng rõ ràng cho thấy virus corona khởi phát từ Viện Virus học Vũ Hán. Đây là hình ảnh Viện Virus học Vũ Hán, còn gọi là Phòng Thí nghiệm Vũ Hán,
nơi nổi tiếng về việc nghiên cứu về các loại virus corona liên quan đến con rơi. Và nên nhớ rằng Trung Quốc có truyền thống gây lây nhiễm cho thế giới và họ có truyền thống vận hành các phòng thí nghiệm dưới chuẩn, ông nói tiếp. Ông Pompeo, từng là giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, nói rằng ông không nghĩ là virus này là do con người tạo ra hoặc bị cải biến gen. Phòng thí nghiệm Vũ Hán nổi tiếng về việc nghiên cứu các loại virus corona liên quan tới rơi. Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi liệu có phải quy trình đảm bảo an toàn lỏng lẻo đã khiến cho một loại virus thoát ra và thông qua một thực tập sinh và bạn trai của cô hay không. Ông Trump không xác nhận thuyết này nhưng nói, chúng ta ngày càng nghe nhiều về chuyện này. Hồi tuần trước, ông được hỏi liệu ông đã nhìn thấy bằng chứng nào khiến ông đạt độ tin tưởng cao là virus corona đang gây bệnh hiện nay chính là thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán chưa? Ông nói, có, tôi đã thấy. Và ông đáp như vậy, nhưng nói ông không thể đi sâu vào chi tiết. Hồi tháng trước, tờ Washington Post tường thuật rằng các viên chức Hoa Kỳ tới thăm phòng thí nghiệm này vào tháng 1 năm 2018 và tường trình sau đó rằng họ quan ngại về vấn đề an toàn ở đây. Vào hôm thứ Hai, Giám đốc Tình trạng Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Michel Ryan nói tổ chức này không nhận được dữ liệu hay bằng chứng cụ thể nào từ Hoa Kỳ về nguồn gốc của virus. Cho nên, từ phía chúng tôi đánh giá thì đây vẫn chỉ là chuyện suy đoán, ông nói. Hồi tuần trước, Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ nói họ nhất trí rằng virus này không phải do con người tạo ra, cũng không bị cải biến gen. Tuy nhiên, giới này nói sẽ tiếp tục thẩm định xem liệu có phải việc bùng phát dịch bệnh bắt đầu từ việc tiếp xúc với các con vật bị nhiễm bệnh này hay không, hay đó là kết quả của một sự cố tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Thủ tướng Úc Scott Morrison vào hôm thứ Ba nói rằng rất nhiều khả năng virus này khởi phát từ một chợ buôn bán động vật. Và chợ này đã tồn tại từ rất lâu và chuyên bán các loại động vật hoang dã. Tuy nhiên, ông nói, ông không loại trừ thuyết cho rằng nó xuất phát từ một phòng thí nghiệm. Trong lúc đó, các nguồn tin tình báo phương Tây nói với một số báo rằng không có bằng chứng cho thấy virus này thoát ra từ một phòng thí nghiệm. Và gần đây cũng có một đoạn phim hoạt hình của Trung Quốc nhằm chế nhạo cách đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán của Mỹ và dường như không đạt được kết quả mong muốn tại các trang mạng xã hội ở Thái Lan và bị phản ứng gay gắt. Đây là hình ảnh phim hoạt hình có logo của hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã Trung Quốc với tựa đề Ngày xửa ngày xưa có một con virus được các đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan, Singapore, Malaysia và Campuchia chia sẻ trên các trang Facebook của mình. Đoạn phim hoạt hình trên đã nói về cuộc trò chuyện giữa một chiến binh đeo khẩu trang và một tượng thần nữ thần tự do, hai hình ảnh đại diện lần lượt cho Trung Quốc và Mỹ. Khi chiến binh đeo khẩu trang tuyên bố rằng chúng tôi đã phát hiện ra virus mới, tượng nữ thần tự do đáp, thì sao? Nó chỉ là virus cúm thôi. Đoạn video này có logo của hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc là sản phẩm tuyên truyền mới nhất của Bắc Kinh trong xung đột với Mỹ về nguồn gốc của COVID-19 cũng như nỗ lực kiểm soát đại dịch. Với tựa đề Ngày xửa ngày xưa có một con virus, đoạn video được Tân Hoa Xã đăng trên trang YouTube vào hôm 29 tháng 4 và được các đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan, Singapore, Malaysia và Campuchia chia sẻ rộng rãi trên trang Facebook của các trang đại sứ này. Theo tờ Trang Time, đoạn video nhận được những phản ứng trái chiều từ những người dùng mạng ở nhiều nước. Dù vậy, tại Thái Lan, sản phẩm này bị chỉ trích rất gay gắt. Chỉ có một quốc gia duy nhất tìm cách giấu dịch, người dùng mạng Leos đã bình luận như vậy. Trong khi đó, nhà hoạt động dân chủ Nutha khẳng định đây là sản phẩm tuyên truyền kém cỏi. Thay vì làm những điều như thế này, hãy tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 bất kể họ đến từ quốc gia nào. Một người dùng Facebook khác tên là Wittit Popa đã bình luận như vậy. Về lý do khiến dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc trước khi lan ra toàn thế giới, các cơ quan tình báo phương Tây vào hôm 2 tháng 5 năm 2020 vừa tung ra một tài liệu hiếm với nhiều bằng chứng cho thấy chính quyền Trung Quốc che giấu thông tin và phá hủy chứng cứ. Đây là hình ảnh một cuộc trao đổi của lãnh đạo Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn về vấn đề Huawei vào hôm 24 tháng 4 năm 2019. Khả năng virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là một trong các hướng điều tra. Tài liệu của Liên minh Tình báo gồm có 5 nước Anh, Canada, Úc và New Zealand được công bố vào lúc các lãnh đạo chóp bu của Mỹ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến Ngoại trưởng Mike Pompeo liên tục nhấn mạnh là có nhiều chứng cứ cho thấy virus gây bệnh COVID-19 lọt ra từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc ở Vũ Hán. Tinh thần chính của tập tài liệu 15 trang mà Daily Telegraph có được khẳng định chính quyền Trung Quốc đã cố tình xóa bỏ hay phá hủy các bằng chứng về bệnh dịch. Bắc Kinh bị cáo buộc đã che giấu thông tin, bịt miệng
và đưa đi mất tích nhiều bác sĩ muốn nói lên sự thật, phá hủy các bằng chứng trong phòng thí nghiệm, từ chối cung cấp các mẫu virus sống mà các nhà khoa học quốc tế đang rất cần để nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Các hành động như trên của Trung Quốc bị tố cáo đã khiến rất nhiều quốc gia lâm vào tình trạng nguy hiểm và dẫn đến hàng chục nghìn người chết. Hồ sơ của nhóm Flywis tập trung vào nhóm nghiên cứu thuộc Viện Virus học Vũ Hán do nhà nghiên cứu nổi tiếng về virus corona ở loài rơi là bà Thạch Chính Lệ đứng đầu. Theo tờ Daily Telegraph, kết quả nghiên cứu về một số loại virus corona ở loài rơi tại một hang động ở tỉnh Vân Nam cho thấy sự tương đồng về bộ mã di truyền hết sức lớn với virus corona gây ra COVID-19 hiện nay. Cũng theo tờ Daily Telegraph, có ít nhất một trong số 50 mẫu virus corona được tiến sĩ Thạch Chính Lệ nghiên cứu về mặt di truyền giống đến 96% với virus gây bệnh COVID-19. Vẫn theo tài liệu nói trên, bà Thạch Chính Lệ thoạt tiên đã rất bàng hoàng khi biết virus mới gây viêm phổi cấp có thể thuộc nhóm virus corona. Đây là hình ảnh nhà virus học Thạch Chính Lệ tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vào năm 2017. Bà Thạch từng được cho biết trải qua nhiều đêm trắng bởi ám ảnh virus có thể thoát ra từ phòng thí nghiệm của bà. Tuy nhiên, sau đó, nhà nghiên cứu này đã thay đổi quan điểm do áp lực của chính quyền Trung Quốc. Tờ Daily Telegraph cũng đặc biệt nhấn mạnh đến trường hợp đáng lo ngại nhất của nhà nghiên cứu học Hoàng Yến Linh, thành viên Viện Virus học Vũ Hán, đã bị Bắc Kinh buộc phải im lặng. Daily Telegraph dẫn lại thông tin từ báo mạng Hồng Kông, theo đó có nhiều nguồn tin đồn về việc nhà khoa học Hoàng Yến Linh là người đầu tiên được chuẩn đoán mắc COVID-19 và đây có thể là bệnh nhân số 0. Tuy nhiên, vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, Viện Nghiên cứu Vũ Hán đã phủ nhận điều này. Tiểu sử cũng như hình ảnh của nhà khoa học trên trang Viện Nghiên cứu đã bị xóa bỏ. Theo Viện Nghiên cứu Vũ Hán, bà Hoàng vẫn khỏe mạnh, tuy nhiên kể từ đó đến nay nhà khoa học gia này đã biệt tích. Tài liệu điều tra của nhóm Flywis cũng đã mô tả việc chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên các trang mạng Internet liên quan đến dịch bệnh. Ngay từ cuối tháng 12 năm 2019 thì điều này đã được tiến hành một cách hết sức chặt chẽ. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, Ủy ban Y tế của tỉnh Hồ Bắc ra lệnh cho các phòng thí nghiệm ngừng các hoạt động phân tích về loại virus mới và yêu cầu tiêu hủy các bệnh phẩm. Vào ngày 3 tháng 1, Ủy ban Y tế quốc gia ra lệnh cấm xuất bản các thông tin liên quan đến căn bệnh mới xuất hiện này. Vẫn theo tờ Daily Craft, Trung Quốc cũng có bằng chứng là virus corona mới có thể lây từ người sang người từ ngày 6 tháng 12 năm 2019, nhưng không chỉ chấp thuận sự thật này từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 mới công bố, và trước khi ra quyết định phong tỏa Vũ Hán từ ngày 23 tháng 1. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020, với bản tin Virus Corona, truyền thông Trung Quốc đã phá thuyết virus từ phòng thí nghiệm. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.